Đầu La Lại Lục phần 2 tập 741, Vương Thu Nhi hiến tế phần 2, tuyệt thế đường môn. Màu vàng nhạt của Vũ Hạo quang ảnh này lúc này lộ ra vẻ bình thản và trầm tĩnh, mấp máy hai mắt, khoanh chân mà ngồi, hai tay ở trước người, ngón trỏ cũng là ngón cái hợp thành một hình dạng tâm đính. Kỳ dị kiểm soát quang mang. Tự như là dưới tình huống như vậy, ở nơi này quang ảnh thượng bắt đầu là bay lên. Không, đây không phải là quang vụ, hẳn là hỏa diễm mới đúng, thiêu đốt đến hỏa diễm. Chung quanh hết thảy cũng là ánh sáng, giống như là thời hạn ánh sáng sớm đã tới. Mỗi một tên tà hồn sứ cũng là ở trước cửa, vào giờ các này đây đều cảm động có lói lên nơi. Bọn họ giống như là nhận thấy, cũng là không cầm được trong tay hồn đạo khí, đem những hung khí nhất nhất để xuống, chẳng qua là ánh mắt lại là dại ra nhìn. Đầu kia thượng hư treo mình quang ánh, hơn nữa thì chậm rãi thiêu đốt lên lam tứ. Giờ khắc này Vũ Hạo nhìn quang cao lớn như vậy, ánh mắt của hắn cao ngạo, phảng phất là quan sát chúng sinh, nụ cười của hắn bình thản, giống như là đối với hết thảy quân địch là không sợ hãi gì hết. Hắn đang thiêu đốt tinh thần của mình, hắn điên rồi hay sao, lại có thể làm như vậy. Vô luận là tam trưởng lão hay là tứ trưởng lão, vẫn còn là mới vừa miễn cưỡng là từ linh hồn vu vũ đánh sâu vào trong chung khôi phục lại như cũ. Nhìn ánh mắt của Vũ Hạo cũng tràn đầy kiếp sợ. Thời điểm hồn sư đối mặt với nguy cơ cực độ, có đôi khi sẽ là trọng thiêu đốt tự thân hồn lực, liền sinh ra cường đại lực công kích. Chỉ khi nào thiêu đốt sẽ là rất khó ngừng hắn, cho dù là ngừng hắn, tu vi cũng sẽ là bị tổn hao rất là nhiều, rất có thể có làm cho bản thân bị thương. Nếu là không thể ngừng hắn, như vậy thì hồn lực vẫn là sẽ thiêu đốt đến khô kiệt mà chết. Vì vậy, cho dù là gặp phải tuyệt cảnh, cũng rất ít hồn sư sẽ là chọn thiêu đốt hồn lực của mình. Về phần thiêu đốt tinh thần lực, thiêu đốt biển tinh thần lại càng lần đầu tiên thấy qua. Tinh thần lực, linh hồn, vô luận là ở hồn sư hay là ở hồn đạo sư, cũng như cũ là tồn tại hết sức là huyền diệu, không người nào có thể nói được rõ ràng nó đến tuyệt cùng là cái gì. Cho dù là tinh thần hệ hồn sư, ở tu vi chưa đầy lúc trước, đối với tinh thần lực cũng chỉ là kiến thức lửa vời. Vù vù đối với tinh thần lực hiểu rõ cũng là lần đầu điền khắc sâu này, nhưng mà muốn cho nàng đốt tinh thần lực của mình, nàng tuyệt đối là không thể làm. Chính xác hơn là không dám. Tinh thần lực và linh hồn cũng là một nhịp thở. Tinh thần lực một khi đốt đi, muốn khống chế, so sánh với thiêu đốt hồn lực cũng là muốn muôn vạn phần khó khăn. Lực thiêu đốt không thể khống chế. Người đã chết lúc đầu hồn linh còn đang sống, tinh thần lực có thể bốc cháy lên, tất nhiên cơ hồ là khống chế không được, mà cuối cùng kết cục thì chỉ có thể là bị tiêu diệt. Tên này điên rồi hay sao? Chúng ta cũng không nói là muốn giết hắn mà. Vù vù cũng là không biết là Vũ Hạo sở dĩ dứt khoát kiên quyết làm ra cái quyết định này, chủ yếu là có hai nguyên nhân. Một là hắn tự nhận thua thiệt với Vương Thù Nhi quá nhiều. Ở nơi này, nguy cơ trước mắt Vương Thù Nhi lại tới cứu hắn. Nói gì thì hắn cũng là phải bảo vệ Vương Thù Nhi an toàn, đem Vương Thù Nhi đưa đi. Mà tự cần phải là có đầy đủ lực lượng cường đại mới được. Tiếp theo thì cũng là một điểm trọng yếu hơn. Vậy thì là lý do bị Vũ Vũ ủy hiếp, Phong Lăng bị biến thành cái lão bà kia, ở trong lòng của Vũ Hạo tạo ra bóng ma. Hắn thà rằng mình cầu thiết đi, cũng là tuyệt đối là không muốn trở thành cái Phong Lăng thứ hai. Đây cũng có thể là do hắn định ra tứ chi trọng yếu nhất. Chân trái bước về phía trước một bước, hai tròng mắt của Vũ Hạo kia oán nhận đột nhiên là trở lên nhu hóa. Một đạo kiểm soát quang ảnh lặng lẽ xuất hiện ra ở sau lưng của hắn, cũng từ phía sau ôm lấy Thù Nhi. Đạo thân ảnh kia nhìn qua có một chút tinh tế, đầu tóc là thẳng phát, có thể là không phải là Vương Đồng Nhi hay sao. Lang lặng lẽ bay trước, làm ra tư thế ôm, dung nhập phá cùng Vũ Hạo hợp thể. Mà ở trong quá trình này, nàng cũng chính là từ trên ngực của Vương Thù Nhi trải qua. Vương Thù Nhi toàn thân run lên, trong đôi mắt đẹp ánh lên là một phần buồn bã. Ở nơi này, thời khắc sinh tử, trong lòng của hắn như cũ chỉ là có nàng mà thôi. Quang ảnh của Đồng Nhi dung nhập vào, Vũ Hạo ánh mắt là trở lên càng thêm nhu hóa. Vào giờ khắc này đấy, cái trong hai tròng mắt kia đã không có địch nhân trước mắt, chỉ có tư niệm mà thôi. Tư niệm là một loại rất là huyền đồ, tư đông quyến, tư như là suối tuôn ra, một loại màu sắc nói không ra lời, nhưng lại phảng phất là có toàn bộ sắc thái quang mang ngưng tụ thành quyền. Vũ Hạo cũng là không có mục tiêu, tự như là vậy, ở chỗ trung tâm tung ra một quyền oanh kích. Nhưng mà ở nơi này, vào thời điểm một quyền phát ra, bao gồm hai vị phong ảo đấu la, một vị hồn đấu la cấp bậc chính là ở bên trong ba vị tà hồn sư. Mọi người là tuy nhiên cũng là cảm giác được, một quyền kia là đang hướng đến mình, một loại cảm xúc khó nói lên lời, trong nháy mắt ở trong lòng bọn họ lan tràn ra. Tứ trưởng lão đứng mũi chịu sáo, lúc này thì Vũ Hạo hắn chính là đến trước mặt địch nhân. Lúc này thì U Minh kiếm rồi lên trên, đệ thất hồn hoàn quang mang chập lóe lên.
Từ trường lão thân thể trong nháy mắt là hóa thành một đạo ô quang xung nhập vào ở trong thân kiếm. Ngay sau đó lại là một tiếng kêu thảm thiết thế lương. U minh kiếm mang vào chính là u minh trong linh hồn. Cái thứ hai nghiền lát, lúc này thì linh hồn thứ hai của hắn đã bị nghiền lát. Lúc trước là màu tím kiếm ảnh cũng là tùy theo xuất hiện. Ông một tiếng, cả không gian kịch liệt chấn động. Tứ trưởng lão mới vừa là hoàn thành vũ hồn chân thân u minh kiếm, dĩ nhiên cũng là liền như vậy tạo lên chấn động. Kiếm ảnh màu tím cơ nhiên là không khỏi bị một lực lượng ngạnh kháng sang một bên, biến mất là không thấy gì nữa. Mà trên không trung những thứ kia đã là tương đối lùi lại khoảng cách các thành viên của tà hồn sư quân đoàn. Từng cái cũng là không biết là nhận lấy như thế nào đấy. Từng cái sờ lẹ đầy mặt, tâm tình là không kiềm chế được. Thậm chí ngay cả phi hành đều là có chút khống chế không được. Hồn đạo khí từ trong lòng bàn tay của bọn họ rơi xuống, giống như là một mảnh sắt cứng hướng về bên trong thành. Giờ khắc này đấy, trong lòng hồn đạo sứ lúc này chỉ là có tư liệm. Tư liệm quán chính là thích nhất người, hết thảy đều là không chỉ không có chiếm ý. Đây chính là từ đồng quyền cao nhất của hắn hay sao? Không phải là trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của chúng, mà là trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của bọn chúng, chính là khống chế, thậm chí là phá hủy. Tinh thần lực càng mạnh, tâm linh thượng cũng là ảnh hưởng cực lại sẽ là càng sâu. Nhất là trong lòng của vua hạo lúc này, tư liệm tâm tình là buông thả như vậy. Tam trưởng lão nguyên vốn là đã giơ tay lên, chuẩn bị dùng một loại cường đại hồn đạo khí đi hủy diệt vũ hạo, tay phải ngạnh kháng sáng dừng lại ở trên không trung. Nhưng mà ánh mắt của hắn đã là hoàn toàn nhìn trở về phía bên cạnh Nam Thủy Thúy, tư liệm là một loại rất là huyền đồ. Giờ khắc này đấy, hắn tư liệm của người cũng là ở trên người của hắn, vẻ hạnh phúc mỉm cười là bất chỉ bất giác xuất hiện ra ở trên khuôn mặt của hắn. Vào giờ khắc này đấy, hắn đã hoàn toàn quên mất mình ở nơi này là đang làm cái gì, quên mất hướng đến vũ hạo là phát động công kích. Vua Vũ đánh sâu được vào, thậm chí là còn muốn vượt qua Tam trưởng lão. Nàng cùng với Vua Vân chính là tỷ muội song sinh, có cảnh ngộ tương tự nhau. Ban đầu thì Vua Vân tâm tình thượng xuất hiện ra biến hóa, nàng cũng sống nhau sẽ xuất hiện. Nhất là nhìn thấy Vũ Hạo lúc trước mô phỏng ra hồn ký biểu diễn lại, nàng lúc này cảm xúc bị động, thậm chí so với lúc trước muốn tỉ tỉ của nàng càng thêm nghiêm trọng. Lúc này thì ở trong đầu của nàng, các loại tình cảm phức tạp giống như là núi lửa phun trào ra, hướng ra phía bên ngoài bộc phát. Ban đầu thì Vũ Vân vốn có thể phát động ra phản kích cùng với phòng ngự, có thể nàng lúc này huyền phu ở lời đấu cũng chỉ là không nhúc nhích, cả người hoàn toàn là dại ra nhìn chăm chú vào phía dưới của Vũ Hạo. Máu trong mắt, các loại tâm tình bà động rối rít là bay vùn vút, không ngừng giao thể biến hóa. Tương đối mà nói, tứ trưởng lão sẽ là phải chịu ảnh hưởng một chút, nhưng mà hắn cũng là đang cùng với tư đồng quyền chính diện là đối kháng. Một quyền kia trào ra, tinh thần lực cũng là hồn lực hoàn mỹ kết hợp, tư liệm tâm tình thuần túy là dung nhập vào, chính diện hoàn toàn khắc với tứ trưởng lão, cũng là vô hồn chân thân. Kiếm ý màu tím bị ngạnh kháng sang áp đảo trở về, u minh kiếm chói tai, vù vù là bay ra bên ngoài, bay thẳng ra đến vài trăm thước mới là tự thân ổn định trở lại. Động tác của Vũ Hạo cũng không có dừng lại, khi hắn bắt đầu thi triển ra chiêu thức của mình, chính là Hạo Đông Tuyệt, cũng là đã hết thảy là ngoại giới rồi. Hướng lên trên đỉnh đầu, quang ảnh thượng kia cũng cùng hắn giống nhau như đúc, thiêu đốt quang lái cũng là càng thêm lấp lánh. Thiêu đốt kia cũng là hắn ở trong biển tinh thần bổn nguyên lực, nếu không nghe lời của hắn, hắn vừa làm sao có thể láo thả ra cảm xúc mạnh như vậy, khiến cho phong hào đố la cũng là bị cuốn đi hút không thể kiềm chế được. Chân trái lúc này tiến lên trước phát lực ra, chân người của Vũ Hạo lần nữa xuất hiện ra các loại cảm giác hướng về phía trước dâng cao, trào ra hữu quyền dồ lên, hóa thành kiếm chỉ. Khi mà phảng phất oanh nhuận kiếm quang mang ánh sáng ngất trời, một đạo ánh sáng dài đến 100 mét, chân có độ rộng vài chục thước, lúc này được kiếm quang khổng lồ phóng lên trên cao. Kiếm quang dường như là muốn đem bầu trời đâm rách, nhưng mà lời nó đi qua, không gian cũng là chấn động rất nhỏ cũng là sẽ vặn vẹo. Trên vẻ mặt của Vũ Hạo cũng tùy theo biến hóa phát sinh, trong mắt là ôn nhu biến thành thống khổ, bờ môi của hắn mím thật chặt, trong hốc mắt tựa như là cũng là đã có chút ướt át, dòng suy nghĩ của hắn cũng giống như là hoàn toàn đi sang một thế giới khác. Tư liệm, đáy mắt của hắn không ngừng thoáng hiện lên dung nhan của Vương Đồng Nhi khi mà ngủ say. Vũ Hạo đột nhiên cảm giác mình rất là hạnh phúc, cho dù là đã chết, hắn cũng có thể đối với Đồng Nhi tư liệm trùng mà chết. Hắn rất là thỏa mãn, đây có lẽ là kết cục tốt nhất dưới tình huống này. Kiếm quang từ trên trời sáng xuống, bởi vì có thể vô cùng cho tình cảm, cố có thể là vô cùng là cho kiếm, liệm đồng kiếm nhớ mãi không quên. Một kiếm này, Vũ Hạo có mục tiêu chính là Vô Vũ. Nếu như không phải là Vô Vũ khống chế phong lăng,
Kế hoạch của Vũ Hào gần như là hoàn mỹ, sẽ là không xuất hiện ra vấn đề to lớn như vậy. Điều trọng yếu hơn là lúc này Vũ Vũ đã hoàn toàn bị Từ Đồng Quyền khống chế, tâm tính là điểm đột phá tốt nhất. Chính bởi vì nàng là tinh thần thuộc tính chân nguyên, chịu ảnh hưởng cũng là chịu so sánh với đối thủ là mạnh hơn. Nàng là vũ hồn linh hồn báo thù, dựa vào cảm xúc kia đúng là hận đến vô tận, có thể giờ khắc lại đấy, nhưng mà ngạnh sàng đích là bị Vũ Hạo đánh vào cảm xúc từ liếm, tâm tư như là suối tuôn ra, nhớ mãi không quên. Linh hồn báo thù cảm nhận được nguy cơ khổng lồ, trong cơ thể của Vũ Vũ tự hành động phát ra, cố gắng bảo vệ nàng. Vũ Vũ tự hồ là tâm tình cũng là có dấu vết muốn thức tính, nhưng tất cả cũng là đã quá muộn. Vũ Hào cùng với Vương Thu Nhi xung hợp, thiêu đốt biến tinh thần, để cho hắn tạm thời là tự thân tăng lên tới áp đảo Vũ Vũ ở trên tầng thứ. Hào Đông Tam Tuyệt, rốt cuộc cũng là hoàn toàn thể hiện ra nó uy năng kinh khủng. Vũ Hào tại sao không có sử dụng năng lực của Tuyết Đế, Băng Đế, Thiên Mộng Băng Tắm? Bởi vì hắn một khi sử dụng năng lực của bọn họ, tự tất nhiên là tiếp tục muốn cùng bọn họ ở cùng một chỗ, thì là không thể nào khiến cho chúng nó ở lại bên mình sau khi chết, chân chính tách xa tới bên Vương Thu Nhi kết hợp. Cho nên hiện tại, Vũ Hạo có thể dùng cũng chỉ là ba chiêu hắn tự nghĩ ra, chính là Hạo Đồng Tam Tuyệt. Cự kiếm lúc này ngang trời, nhớ mãi không quên, nhu hòa vầng sáng trong nháy mắt đã là xoắn phá của ánh linh kia thành mảnh nhỏ. Mà lưỡi kiếm quang đi qua, trên bầu trời lưu lái cũng là điểm sáng lúng đà lúng đốm trong suốt, giống như là lược mắt tự liệm trên không trung gieo rắc. Kiếm quang trong suốt từ trên người của Vũ Vũ chợt lóe lên rồi biến mất, thân thể của nàng nhất thời cứng đờ trên không trung, lùi về phía sau mấy thước, sau đó là dừng lại ở nơi đây, máu màu đỏ trong mắt thậm chí là có chút là rút đi, mà ánh mắt của nàng lại đã là có điểm tương tự với Vũ Hạo. Nàng cuối cùng không bằng tỷ tỷ của nàng, đối mặt với đầy đủ Hạo Đồng Tam Tuyệt, không có kiên trì đến chiều cuối cùng, nhớ mãi không quên lâm vào tù liệm đã trải qua. Tiếp theo trong nháy mắt này, hồn đấu là cấp tà hồn sư khác, thân thể cũng là như vậy ở trên không trung vỡ vụn, nghiền nát, hóa thành tro bụi, cùng với tỷ tỷ của nàng ở một cái thế giới khác gặp lại. Ở phía bên kia rộng rãi trắng lẻ, phàm vật đã đem thiên trạm mở ra. Trong nháy mắt này, cho dù là ở rất xa Mã Tiểu Đào, lúc này thì cũng cảm nhận được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bao là hướng Nhật Thăng Thành mà nhìn tới. Không tốt rồi, Nhật Thăng Thành có chiến đấu, như thế thì cường thịnh tinh thần bá động, chẳng lẽ là cấp bậc chiến đấu với phong hào đấu lá, mau chúng ta trở về. Mã Tiểu Đào trong lòng lo lắng, phân phó một câu lập tức là phóng người lên, sau lưng hai cánh phượng hoàng dùng sức xào động, hướng Nhật Thăng Thành bay lên. Làng lúc trước lại luôn là có loại cảm giác không yên, phảng phất có chuyện gì đó sắp phát sinh, nhưng làng vẫn là tự nói với mình rằng, chỉ sợ là bọn họ muốn đuổi kịp Vũ Hạo sao, cùng một kế hoạch, lỡ như đuổi theo, mình phải làm gì đấy, không có tam trưởng lão cùng với tứ trưởng lão ở đây, lỡ như Vũ Hạo bọn họ phối hợp thật là tốt, hẳn là rất có thể đánh chết được Trung Ly Tam Hình Đế. Vấn đề chính là, tà quân hồn đạo sư đoàn người đang ở rất gần đấy, nhất là tên kia, thân là cấp 9 hồn đạo sư đoàn trưởng rất là khó đối phó. Nhưng cho đến liệm đồng kiếm, nhớ mãi không quên ở trên không trung xẹt qua một cái chớp mắt này, Mã Tiểu Đào đột nhiên cảm thấy không đúng.